Ngày 18 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao 9 đề tài dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. Trong đó có 7 đề tài và 2 dự án được bàn giao. 7 đề tài gồm xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên trên địa bàn huyện Kon Long, tỉnh Kon Tum, hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đạn sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến, mô hình thử nghiệm nuôi tôm càng xanh trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đánh giá đề tài miễn dịch cộng đồng đối với bệnh bạch hầu trong cộng đồng dân cư tỉnh Kon Tum, khảo sát thành phần hóa học, xây dựng quy trình định lượng saponin trên thân lá sâu ngọc linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng, đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trong cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học trong phòng chống sinh vật hại phục vụ sản xuất một số loại cây trồng hàng năm chủ lực theo hướng hữu cơ, an toàn và bền vững tại tỉnh Kon Tum. Hai dự án gồm xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn trái, an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Kon Long, tỉnh Kon Tum, xây dựng trồng cây lan kim tuyến dưới tán rừng tại hai huyện Kon Long và Tumarong. Các đề tài dự án được bàn giao là các đề tài dự án được hội đồng đánh giá có tính khả thi cao để triển khai ứng dụng vào thực tiễn, được 10 huyện, thành phố và Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ Kon Tum đăng ký tiếp nhận.